Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Chu Bình Chương. Tôi là một thầy giáo, là một tác giả và là một nhà đầu tư chuyên nghiệp suốt 10 năm qua. Ngày hôm nay, tôi được giao lưu với các bạn qua cái video này. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài thông tin rất giá trị và rất hữu ích có thể cung cấp cho các bạn một tầm nhìn trong cuộc sống từ 10 năm đến 20 năm, thậm chí là 30 năm nữa. Những thông tin này nếu các bạn đưa vào đầu, nếu các bạn áp dụng nó và áp dụng một cách tử tế, một cách hiệu quả, thì tôi tin cuộc sống của các bạn sau này sẽ rất là dễ thở, sẽ rất là thịnh vượng và thậm chí một số người có thể đi đến con đường giàu có, bền vững. Vậy tôi là ai mà lại có thể chia sẻ với bạn những điều thú vị đó? Trước hết tôi cần trao đổi lại với các bạn, tôi là một thầy giáo, là một tác giả viết sách và là một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tôi đã có kinh nghiệm tư vấn cho hơn 20.000 học trò. Tôi đã có kinh nghiệm tư vấn cho khoảng 1.000 phụ huynh học sinh trong việc định hướng cho con cái. Tôi đã có kinh nghiệm tư vấn cho nhiều bạn bè và đối tác của tôi trong lĩnh vực khởi nghiệp cũng như trong lĩnh vực tài chính. Tôi xuất phát điểm là một thầy giáo dạy chuyên lý, bồi dưỡng lý và học sinh giỏi lý của thủ đô Hà Nội. Bản thân tôi là một giáo viên đạt giải cấp quốc gia và cả Việt Nam này chỉ có 2 người đạt được giải nhất cấp quốc gia, trong đó tôi là người duy nhất của thủ đô Hà Nội. Và hiện tại trong một ngày tôi phải làm 3 công việc, đó là dạy học, đó là viết sách, sản xuất video để chia sẻ kiến thức cho cộng đồng và tôi yêu quý, và làm công việc đọc báo cáo tài chính để tìm ra được những cơ hội đầu tư gia tăng tài sản cho bản thân mình một cách tốt nhất. Ở đây cần chia sẻ với các bạn như sau. Nói về giáo dục thì các bạn cần lưu ý đến có 3 nền giáo dục sau đây. Một là chúng ta học từ lớp 1 đến lớp 12. Sau đó chúng ta học lên trung cấp, học lên cao đẳng, học lên đại học. Tức là học trung cấp, học cao đẳng, học đại học là chúng ta sẽ học một cái chuyên ngành nào đó. Có nghĩa là chúng ta học một cái nghề nào đó để sau này chúng ta ra ngoài đời, chúng ta làm việc với cái chuyên môn đó. Và còn một nền giáo dục nữa mà ít người để ý và ít người quan tâm, đó là nền giáo dục, người ta gọi là giáo dục tài chính, tức là phát triển chỉ số IQ về tài chính, hay còn gọi là sự thông minh về tài chính. Ở đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một vài câu chuyện như sau. Các bạn sẽ thấy những hiện tượng như thế này. Vì sao hai người, tôi nhắc lại, vì sao hai người có thu nhập, một người là người A thì có thu nhập là 100 triệu đồng một tháng, một người B có thu nhập là 30 triệu đồng một tháng. Sau 10 năm, hai người lại gặp lại nhau và chia sẻ công việc làm ăn cuộc sống gia đình với nhau. Thì cái người A có thu nhập là 100 triệu đồng một tháng đó, thì vẫn ở ngôi nhà cũ mà bố mẹ để lại, vẫn đi chiếc xe máy cũ và không mua thêm bất kỳ một tài sản giá trị nào. Sau 10 năm, anh ta tích lũy được 3 tỷ đồng tiền mặt, và trong năm 2022 vừa rồi, anh ta chơi chứng khoán và thua lỗ mất 2 tỷ đồng, có nghĩa là chỉ còn 1 tỷ. Còn người B thì sao ạ? Anh ta làm kế toán, và anh ta có thu nhập là 30 triệu đồng một tháng. Nhưng sau 10 năm, anh ta mua được một chiếc xe ô tô gần 2 tỷ đồng. Anh ta xây cho mình được một ngôi nhà trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Và anh ta mua thêm được 6 bất động sản ở huyện Hoài Đức, ở huyện Hòa Lạc. Tại sao tôi lại biết được điều đó? Vì đó là hai người bạn của tôi. Một người làm phi công và một người làm kế toán của một công ty xuất nhập khẩu. Vậy có vấn đề gì giữa hai người này? Theo bạn thì điều gì đã làm nên sự khác biệt giữa hai người đàn ông A và B? Mặc dù người A kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng cuối cùng sau 10 năm thì số tài sản anh ta nắm giữ được lại ít hơn người B rất nhiều. Đó là câu chuyện thứ nhất mà các bạn cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Thứ hai, tôi muốn các bạn sẽ xem một video sau đây. Xin mời các bạn xem video sau đây. Mời video.
bắt đầu. Nếu bạn bỗng dưng trở nên giàu có nhưng không có tư duy của người giàu có, thì việc sở hữu khối tài sản lớn sẽ biến cuộc đời bạn thành bi kịch. Lý do vì sao vậy? Theo Hội đồng Kế hoạch Tài chính Mỹ, có hơn 1/3 người trúng số nhanh chóng phá sản hoặc trở nên nghèo khó hơn trước. Các nghiên cứu cũng chỉ ra việc trúng số chưa chắc khiến bạn hạnh phúc hay mạnh khỏe hơn. Chuyên gia tài chính Janet Corbett cho rằng người trúng số với tài sản nhanh nhất vì phải chia tiền cho gia đình, bạn bè hoặc là từ chối và bị rạn nứt tình cảm. Dù các công ty bảo mật danh tính, song giới truyền thông đã dễ dàng tìm ra họ, khiến người trúng số dễ bị dòm ngó. Điều đó làm gia tăng rủi ro mất mát tài sản. Theo nhà tư vấn tài chính John Maddy, những người trúng số không chỉ nghèo đi vì chỉ dùng để tiêu pha hoặc đầu tư vào các dự án đầy rủi ro, mà còn phải vật lộn với trầm cảm, ly dị và cảm giác muốn tự tử. Michael Carroll từng trúng 15 triệu đô khi mới 19 tuổi, nhưng sau đó đã rơi vào con đường ăn chơi không lối thoát. Năm 2010, Carroll trắng tay, vợ bế con ra đi, một anh này quay về với công việc dọn rác với động lực tích cực. Trở nên khá giả, vợ chồng ông M cũng mua vé số. Thời gian đầu, thằng may mắn không mở cửa nhà ông. Tuy thế, ông vẫn không bỏ cuộc. Một ngày, ông M mua 30 tờ vé số, trong đó 10 tờ có dãy số giống nhau. Như thường lệ, 3 giờ chiều, ông đến đại lý vé số chờ xem kết quả. Sau khi nhà đài thông báo, ông reo lên vì cả 10 tờ có số giống nhau trúng giải đặc biệt, trị giá mỗi tờ 50 triệu đồng. Sau khi mở tiệc ăn mừng, mời bà con đến chia vui, vợ chồng ông M dùng tiền trúng số mở thêm các đại lý bia ở địa phương và bên Gò Công, Tiền Giang, mua ghe, xe tải để đi lấy bia và luân chuyển từ đại lý này đến đại lý khác. Ngoài làm ăn, mỗi ngày ông cũng bỏ ra từ 1 đến 2 triệu đồng mua vé số. Vì mua nhiều, ông trúng giải đặc biệt thêm 2 lần nữa, mỗi lần là 10 tờ có dãy số giống nhau. Liên tiếp nhận khoản tiền lớn mà không phải vất vả làm việc, ông M chi tiêu phung phí, ngày nào cũng tổ chức ăn nhậu tại nhà. Việc làm ăn trở nên ngưng trệ. Sau 6 năm trúng số, ông đóng cửa hết các đại lý bia, thành người nghiện rượu, phải cầm nhà trả nợ. Trong lúc cuộc sống tưởng chừng như bế tắc, thì bà Thờ, vợ ông M trúng số giải độc đắc. Dặn giải thưởng xong, bà chuộc lại nhà, dành một phần trả nợ, phần còn lại thì cho vay lãi đen, hy vọng lấy tiền lãi trả nợ. Ông Nguyễn Ngọc Thanh Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Nhật Tân cho biết, những năm 90, kinh tế vợ chồng ông M thuộc hàng khá giả ở địa phương. Lúc đó, ông M làm ăn chăm chỉ. Từ khi trúng số, ông thay đổi hẳn, ăn chơi, nhậu nhẹt, bài bạc, mê vé số, thì kinh doanh cũng vì thế đi xuống. Sau đó thì ông phá sản và đổ nợ. Ông Phương cho biết, hiện nay vợ chồng ông M đã chuyển đến nơi khác sống. Tôi được biết, ông ấy đang đi làm bảo vệ, bà Thờ thì bán vé số, hai vợ chồng ở trọ tại Long An, ông Phương thông tin. Hello, xin chào các bạn. Tôi là Trung Bình Trương đây. Tôi đã chờ đợi các bạn và các bạn đã xem xong video. Như vậy trong đoạn video vừa rồi, các bạn nhận thấy một chi tiết rất là thú vị, đúng không ạ? Đó là câu chuyện những người trúng số độc đắc. Ở nước ngoài cũng vậy và ở Việt Nam cũng vậy. Cụ thể là câu chuyện các bạn xem là ở Mỹ và câu chuyện trúng số Việt Nam là một người đàn ông. Các bạn thấy những người trúng số này có một cái đặc điểm chung là sau một thời gian trúng số, được một số tiền rất là lớn, từ vài tỷ đồng đến vài chục tỷ đồng, thậm chí vài trăm tỷ đồng, thì sao ạ? Chỉ trong vòng 5 năm đến 10 năm thì người ta tiêu hết số tiền đó và người ta lại quay trở về cuộc sống như cũ. Vì sao lại như vậy? Các bạn thử nghĩ xem vì sao lại như vậy. Có bạn nào ở đây biết được là vì sao lại như vậy không? Câu trả lời như sau. Đó là vì những người này đang thiếu một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Người ta gọi là kỹ năng tài chính. Tôi nhắc lại, tất cả những người này đang thiếu một kỹ năng cực kỳ quan trọng, đó là kỹ năng tài chính. Kỹ năng tài chính là gì? Đó là khả năng kiếm tiền, đó là khả năng giữ tiền, đó là khả năng phân bổ dòng tiền, phân bổ nguồn vốn đầu tư, quản trị rủi ro và cao cấp nhất là bắt đồng tiền mình kiếm được sinh sôi nảy nở để đẻ ra tiền. Thì tất cả những cái người này khi trúng số sau một thời gian lại về số không, thậm chí bị âm, cuộc sống còn tồi tệ hơn cả cái lúc mà trúng số, là bởi vì người ta thiếu một kỹ năng tài chính thông minh. Và video của tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng ngay từ lúc các bạn đã học trung học cơ sở, ngay từ lúc các bạn học trung học phổ thông hoặc học năm nhất, năm 2, năm 3 của đại học,
thì các bạn hãy sớm trang bị cho mình một cái chỉ số IQ thông minh tài chính, một cái năng lực tài chính, hay chính xác là một cái kỹ năng tài chính thông minh và hiệu quả. Tôi đang hoàn thành quyển sách tuyệt vời của tôi, đó là Bí mật kỹ năng tài chính thông minh dành cho các bạn trẻ. Và đây chính là kỹ năng quyết định giúp cho bạn có được cuộc sống giàu có sau này. Tôi làm video này để muốn truyền tải thông điệp cho các bạn là các bạn hãy sớm sở hữu cho mình một kỹ năng tài chính thông minh hiệu quả để làm nền tảng cho tương lai của các bạn. Và tôi hẹn gặp lại các bạn về chủ đề này trong cái buổi thứ hai tuần tới, trong buổi gặp mặt tuần tới. Và tôi sẽ chia sẻ sâu thêm với các bạn về chủ đề này để giúp các bạn sáng tỏ hơn. Và nếu có duyên, tôi sẽ mời bạn tham gia chương trình học về kỹ năng tài chính thông minh mà tôi đã dày công biên soạn cùng một đội nhóm của tôi. Và tôi tin rằng nếu bạn sở hữu nó, cuộc sống của các bạn sau này rất dễ thở, rất thịnh vượng và thậm chí có thể đạt đến sự giàu có bền vững. Hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các bạn.